Kha'Zix trở lại mạnh mẽ nhờ hàng loạt buff. Meta khu rừng luôn thay đổi, phản ánh sẽ điều chỉnh liên tục để phù hợp với tổng thể trò chơi. Trong các bảng gần đây, Kha'Zix bất ngờ xoán ngôi nhiều cái tên lớn như Javan, Vi, Ngộ Không để trở thành tướng rừng mạnh nhất. Kha'Zix đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể với các update gần đây, trong đó hầu hết là những đợt tăng sức mạnh sau khi cộng đồng kêu gọi Riot chú ý đến sát thủ hư không. Giờ đây, chỉ sau một tuần của 33.9, Kha'Zix đã đứng đầu khu rừng ở gần như mọi bậc rank với tỷ lệ cầm 27,5%, tỷ lệ chọn 15,8% và tỷ lệ thắng 51,71% theo U.GG. Tất cả các số liệu này đều cao nhất trong gần một năm qua đối với sát thủ hư không. Đầu tiên, ở 13.7, Riot đã đưa vào một điều chỉnh vô cùng có ích cho Kha'Zix khi giảm phạm vi cô lập. Điều này ngay lập tức tạo ra sự phấn khởi trong cộng đồng, đặc biệt là các main Kha'Zix, khi bọ ngựa có thể gây nhiều sát thương hơn với việc cô lập được kích hoạt dễ dàng hơn. Đến 13.8, mọi thứ lại càng trở nên thuận lợi khi Riot tăng sát thương cơ bản cho kỹ năng gây đam chính của Kha'Zix là Q. Giảm tầm cô lập, tăng sát thương Q, Kha'Zix dường như đã đến thời điểm hoàn hảo để quay lại đấu trường công lý. Không chỉ trong rank mà Kha'Zix cũng dần được ra sân tại MSI lần này. Có thể kể đến G2 Yike trong trận thắng trước PSG, hoặc T1 Honor cũng đã chọn Kha'Zix khi gặp Mad Lions